Hà Nội nhiều thì có Thai và Peru, thì em lấy cái cửa hàng rồi chị đến qua đấy nhé. Có mấy Peru nhà em nhỉ? Có hai anh ạ. Rồi em có ở cửa hàng rồi đúng không? Dạ vâng, em có tách cửa hàng rồi. Rồi bây giờ anh qua lấy đi. Dạ vâng, rồi em. Đấy các bạn thấy mua gói Peru này mà cả Hà Nội có đúng hai gói, tôi phải nhờ nhân viên đi săn lùng về mà tất cả các cửa hàng Hà Nội chỉ có hai gói. Bây giờ tôi qua lấy. Cái này một là cái hương của cà phê vụ mới Peru rất là thơm và nó hợp với tôi. Đấy. 250.000. Hôm tôi đi công tác mấy hôm mà còn hết luôn các bạn. Hết cà phê để uống, thế là may nhờ một bạn à. Tự nhiên nhớ ra có một bạn khách hàng ở Đà Nẵng mà Đà Nẵng cũng có Starbucks. Thế là cũng đúng lúc đang nghĩ đến là tìm ai ở Đà Nẵng này, Hà Nội hoặc Sài Gòn. Tại vì ba điểm có Starbucks. Thì tự nhiên một bạn ở Đà Nẵng bạn nhắn tin hỏi mình. Thế là mình nhờ luôn bạn ấy mua ship khẩn cấp ra. Đấy, còn Hà Nội thì Hà Nội với Sài Gòn thì cũng chẳng có ai để nhờ. Đó, trông thế thôi các bạn nhé. Hà Nội rất là rộng lớn mà Sài Gòn mà lại khó nhờ khách hàng. Chính rộng lớn quá nên khó nhờ khách hàng. Bây giờ tôi đi lấy hai gói về để tôi uống dần này. Có bạn bạn à bảo là dùng thử linh phù trung quỳ 3 tháng không thấy hiệu quả, và em bạn ấy thì còn mất vài tỷ. Thì tôi thấy có một điều khá thú vị về ngài trung quỳ thiên tài mà lại không chỉ thiên tài à, có nghĩa là chúng ta thờ ngài trung quỳ, mặc dù ngài trung quỳ là chuyên trừ tà ma các bạn nhé, chuyên trừ tà ma, nhưng không có nghĩa là bạn được mang cái tâm ma theo người. Có nghĩa là mình vẫn phải làm việc thiện chứ. Bạn bảo là bạn đi làm từ thiện mà dùng linh phù ngài trung quỳ mà đi làm từ thiện, nhưng mà một vấn đề rất hay là bạn này đi chuyên đi làm nhái hay là sản phẩm của người khác để bạn sinh sống, sinh tồn, thì đấy đâu gọi là từ thiện được các bạn. Bây giờ đi làm nhái sản phẩm người khác có nghĩa là làm hàng giả hàng nhái. Ông làm hàng giả hàng nhái mà ông lại bảo là đi làm từ thiện. Ông kiếm được 100 triệu nhưng 100 đấy là tiền lừa đảo. Xong ông đi từ thiện được chục triệu cái tiền lừa đảo của ông cho người khác. Ngài trung quỳ không phù hộ cho những người như vậy là đúng rồi. Trước đây thì tôi mới chỉ tư vấn các bạn là ngài phù hộ cho những người làm ăn kinh doanh, thì đúng là những người làm ăn kinh doanh, nhưng không có nghĩa là chúng ta chà đạp lên pháp luật, chà đạp lên nhân tâm, muốn làm gì thì làm. Ngày xưa tôi cũng có quen, cái hồi tôi làm, tôi nhớ làm ở bên ngành xuất bản thì có một thằng, tôi gọi là thằng vì nó không xứng đáng gọi là người, nó chuyên làm nhái làm lậu các bạn ạ. Tức là tôi làm ra một cuốn nào thì chỉ tầm một tháng sau nó ra chục cuốn nó như vậy, mà đến hiện nay nó vẫn tồn tại trên thị trường. Các bạn đọc rất nhiều trong lĩnh vực phong thủy, các bạn đọc rất nhiều thì cái sách nào mà nhiều nhất trên thị trường thì đấy là sách nhái của nó. Tuy nhiên là nó khôn hơn các bạn nghĩ, là nó không để tên nó để tên rất nhiều người. Nó để tên rất nhiều người, nghe rất có vẻ cổ kính, nghe có vẻ rất đức cao vọng trọng. Có người không tồn tại, có người thì vẫn sống. Nhưng mà mục đích là thực ra là nó thuê sinh viên dịch qua qua, rồi nó bắt đầu cắt cái này ghép cái kia thành những cuốn sách dày cộp, làm màu rất là đẹp. Thì tại sao tôi kể thế? Vì nó nói một cái câu mà tôi cũng giật mình. Ngày xưa nó là đi chùa xong vì thất đức quá bị sư thầy đuổi đi. Đuổi đi rồi thì nó vẫn có một cái tư duy là vì nó sợ tôi mà.
nó sợ tôi, nó hay mời tôi cà phê. Thế là ngày đấy tôi làm xuất bản thì nó mời, xong nó một lần nó nói một câu mà tôi choáng, có nghĩa là nó bảo là hàng tháng thì nó làm ăn linh tinh rồi thì cứ mùng một ngày rằm nó lên chùa nó đưa ít tiền để gọi là rửa tội, đúng từ bên Thiên Chúa là rửa tội nhưng mà nó dùng cái từ gì tôi quên mất rồi, từ lâu lắm rồi, tức là gần như là kiểu nó theo cái tư duy của nó là nó mang tiền đưa lên hòm công đức, là nó à bên từ bên các thầy chùa hay nói là từ rửa nghiệp, thoát nghiệp, nhẹ nghiệp, nói chung là theo tư duy của nó là làm giả lừa đảo nhiều rồi thì mang lên ít tiền đi cúng cho Phật để Phật giúp nó thoát bỏ cái kiếp nạn kiểu như vậy. Thì đấy là cái tư duy của một cái đứa nó làm lậu mà tôi biết lâu lắm rồi, thì bây giờ lại có một cái người nữa cũng chuyên làm lậu, làm nhái cả linh phù của tôi mà đi thờ Trung Quỳ. Thì cái mà tôi nói với các bạn là phát hiện ra là ngài Trung Quỳ thì hóa ra là ngài giúp những người kinh doanh, nhưng các bạn phải kinh doanh chính đáng thì ngài mới giúp, còn nếu các bạn không chính đáng thì các bạn. Tôi đã mua được 2 gói cà phê vàng đây các bạn, duy nhất còn lại ở Hà Nội. Đúng màu mình thích là một, thứ hai lại là đúng cái cà phê vụ mới, lại đúng gu của mình, là nó hương thơm của hoa quả rất là tuyệt vời. Nhân đi mua cà phê chia sẻ với các bạn một chút lại về ngài Trung Quỳ, không liên quan đến cà phê nhưng lại là một điều rất tuyệt vời nếu bạn nghe những chia sẻ về cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.